Các bạn ơi, đây là đài đài gì ta, đài xem bóng đó. Hiện đang mình đang đứng bên làng hoa Sa Đéc nha mọi người. Đây, cái đài xem bóng đó mọi người. Hiện tại thì mình đang đứng ở vườn kiển Ngọc Lan. Đây, nơi giữ xe để đi xem bông đây. À, đây là bông tuyết sơn nè mọi người, nguyên một vườn bông tuyết sơn luôn. Ồ, bông tuyết sơn đây. Vào cổng 50k. Lên cái đài xem bông này là 50k. Đó, các bạn xem cái bên đây là hoa hướng dương. Hoa hướng dương nè. Mình đang chuẩn bị Tết nè mọi người. Hóa chừng nắng luôn. Mình đang ghé cái vườn kiển này trồng rất là nhiều hoa tuyết sơn. Đủ hết. Linh sam, tuyết sơn. Bên đây bông trang đây. Bông trang này là dạng một cốt mà cái tháp đi lên đó mọi người. Bông trang này dạng cốt mà tháp. Dạng một cốt mà cái tháp đi lên. Ôi mọi người ơi, cái bông này không phải bông trang mà giống bông trang ghê. Cái bông trang này dạng một cốt cái tháp đi lên. Trồng bông không hề đơn giản nha mọi người, khá là cực. Mà khi nhìn thấy bông trổ cực kỳ đẹp thì rất là thích và vui. Đó, có luống hết. Bên đây đây. Đây.